Chào toàn thể anh chị em đầu tư nhé. Hôm nay tôi có mặt tại Hải Điền Xuân Phú để tiếp tục quay đến cho anh chị một lô đất nữa, cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì buổi sáng mai tôi đã quay khoảng 8 lô đất rồi, cực kỳ tiềm năng luôn. Đấy. Lô nào cũng đẹp, lô nào cũng có thổ cư, và đương nhiên lô này cũng vậy. Thì nó như thế nào, tiềm năng như thế nào thì quý anh chị đầu tư có thể bỏ tiền vào để sinh lời. Thì mời quý anh chị đầu tư hãy xem phần tiếp theo của video nhé. Vâng, tôi đang có mặt tại vị trí lô đất 36 mét mặt tiền đường nhựa, cực kỳ đẹp luôn. Một hướng về Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú và một hướng ra quốc lộ 29 nha quý anh chị đầu tư. Nằm sát trung tâm ngã ba luôn. Khu vực xung quanh đã có xây dựng nhà yến và dân cư ở cực kỳ đông. Và mời quý anh chị hãy vào lô đất để chiêm ngưỡng. Hiện tại trên đất là đất cát đen nhé quý anh chị đầu tư. Đấy, phía trên này trồng bắp này. Đấy, có 400 thổ cư. Đặc biệt đã có một căn nhà nhỏ. Đấy, nhà cửa điện nước đây. Đất cát đen, khu vực đông dân cư, cực kỳ tiềm năng luôn. Đấy, phía dưới này trồng cà phê này. Khu vực này làm nhà vườn cực kỳ đẹp nhé. Đấy, tổng diện tích của lô đất là 1 hectare 8, có 400 thổ cư. Đấy, điện nước đầy đủ. Về giấy tờ pháp lý đầy đủ, rõ ràng minh bạch. Đấy, và hiện tại giá của lô đất là 2 tỷ 1 nha quý anh chị đầu tư. Đấy, quý anh chị đầu tư hãy vui lòng liên hệ số điện thoại 0916270087 để biết thêm thông tin ha, cũng như đừng quên là đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Đấy, và xem phần bay phải lái cam nhé quý anh chị đầu tư. Đấy, để biết được tổng quan của lô đất như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.